Bên cạnh những bãi biển đẹp, dòng sông Cái hiền hòa thơ mộng cũng là một sự lựa chọn du lịch rất hấp dẫn dành cho du khách khi đến với Nha Trang. Sông Cái Nha Trang dài 79 km, phát nguyên từ Hòn Gia Lê, cao hơn 1.800 m, chạy qua thành phố Nha Trang rồi đổ ra biển ở cửa lớn Đại Cù Huân. Một điều hết sức thú vị là khi đến với sông Cái Nha Trang, du khách không chỉ được ngồi thuyền ngắm cảnh mà còn có thể tham gia vào các hoạt động thể thao vui chơi ngay trên dòng sông này. TNA, thành viên của TNG Holdings Việt Nam.